Mà trái này bao cho cô vàng đỏ luôn. Điện nó đổi. Thử không cô? Gáo mà. Nè thử thử nguyên muối luôn cho nó ngon. Cái đó nhiều anh hả? Trái này mới thì là 180 ngàn. Cái này phải 2 ký mấy? Dạ đúng rồi. Chị ơi. Còn nó gió không? Chị nó gió. Không.
399 ngàn của ai ạ? 399 nha chị ơi. Mấy trái chuối riêng cứng đầu là chắc cực kỳ là đau liền. 399. Hai 70 phải không em? Dạ 80. Em hỏi 399 nha chị ơi, em vui nha. Sầu riêng em không được trái vào chị dưới. Anh lựa cho em trái bên này 50.000 nữa nha. Trái lựa được. Cái này cái này của ai? 140 của cô đúng không? Nhưng mà sợ nó hơi không. Cái nào hư không đổi cho ăn bù cho yên tâm. Thank you.
quay á cái đây. Học là bỏ đi chụp bỏ học ra hết rồi mà. Chụp á. Chị này quen lắm rồi, đem có hộp tới là lúc nào 452.000. 452.000 trái nè, hai trái. Thì bây giờ cuối cho hộp nè. Thôi thử có phải không, cho điểm mới công. Bốn trăm ba mươi hai ngàn. Đó, thì bỏ cho con hộp không? Tiện lợi. Của chủ nào thì để riêng để chùm chùm sao mà biết được. Con trái bên đây nè chị ơi. Tôi bỏ vô hộp luôn, vàng ăn bao nhiêu còn tiện lợi bỏ luôn. Chị để đi, hồi em bù cho yên tâm đi. Chị mua đây nhiều lần rồi chị biết rồi không? Bây giờ chị thiệt không? Chú ơi.
đâu bây giờ. Chưa. 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 Chưa